xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa các bạn, trong video ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ đi tìm ở những khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm khẩu trang chống bụi mịn KF94 đến từ Hàn Quốc này, để xem cảm nhận của những khách hàng này khi đã sử dụng sản phẩm này khác biệt như thế nào so với những sản phẩm trước đây mà họ đã từng dùng. Và ngay bây giờ các bạn hãy cùng Kiều Anh đi tìm hiểu nhé. Em chào chị ạ. Chị cho em hỏi là hiện tại là khi mà mình ra đường ấy thì mình thường dùng loại khẩu trang nào ạ? Trước đây thì mình dùng những loại khẩu trang mình mua ở ngoài tiệm thuốc. Nhưng mà dạo gần đây thì được một người bạn giới thiệu nên là mình chuyển sang dùng cái khẩu trang KF94 của Hàn Quốc như thế này. Thế là sau khi mà mình dùng khẩu trang này thì mình cảm thấy như thế nào hả chị? Khi mà mình dùng khẩu trang này thì mình cảm thấy nó rất là thoải mái, dễ chịu. Và đặc biệt là mình bị cận nên là mình rất hay đeo kính. Khi mà mình thở ra vào mỗi buổi sáng nó có hơi ấy, thì nó thường làm mờ kính. Và khẩu trang này thì nó thiết kế dạng 3D nên là khi mình thở vào buổi sáng cái hơi của mình nó không hoàn toàn không làm mờ kính của mình, và mình cảm thấy dùng rất là tốt. Thế là chị cảm thấy nó khác biệt gì nhiều so với cái khẩu trang 2-3 nghìn trước đây mình dùng ạ? Khác biệt thì chắc là đầu tiên là mình thấy là nó thiết kế rất là chắc chắn, và cảm giác là hai cái dây đeo của nó thì rất là ôm sát tai và nó rất là vừa vặn. Đặc biệt là khi mà mình mua những cái khẩu trang y tế chỉ có 2.000 ở ngoài hiệu thuốc thôi, mình cảm thấy là khi mà mình thở nó rất là khó bởi vì nó rất là ngạt. Nhưng mà nhờ thiết kế 3D của cái khẩu trang Hàn Quốc này thì mình cảm thấy rằng là khi mình thở nó đã thoải mái hơn. Với những công dụng tuyệt vời như này thì trong thời gian tới chắc chắn là chị dùng tiếp chứ ạ? Không chỉ trong thời gian tới mà là mình còn giới thiệu cho mẹ mình và chị gái mình. Mọi khi cũng hay dùng khẩu trang y tế mua ngoài hiệu thuốc, nay đã đều chuyển sang dùng khẩu trang KF94 Hàn Quốc này hết rồi. Và mọi người cũng đều có đánh giá rất là tốt như mình. Và hiện tại thì mình cũng đã mới mua khoảng 20-30 cái như thế này để dùng dần. Vâng, em cảm ơn chị. Chị cho em hỏi là trước đây thì mình thường dùng loại khẩu trang nào ạ? Trước đây thì mình hay dùng cái loại khẩu trang y tế mua ở ngoài hiệu thuốc hoặc là ngoài cửa hàng tạp hóa 2-3 nghìn một cái đấy ạ. Thế là mình dùng loại đấy thì mình cảm thấy nó như thế nào ạ? Dùng cái loại đấy thì mình cảm thấy là nó hơi bị mỏng nên là bụi nó vẫn có thể vào được mặt mình, nên là mặt mình dạo này nổi rất nhiều bụi nên là mình đã chuyển sang loại khẩu trang khác ạ. Thế hiện tại là chị đang dùng loại khẩu trang nào ạ? Hiện tại thì mình đang dùng loại khẩu trang KF94 của Hàn Quốc. Đây mình đang dùng cái loại khẩu trang này. Thế là bây giờ mình dùng loại này thì mình cảm thấy nó như thế nào ạ? Thì dùng loại này thì mình cảm thấy là đeo vào thì rất thoải mái. Và mặt mình cũng đỡ mụn, nó cũng giảm rồi. Và khi đi làm ấy thì mình cũng hay bôi son ấy, thì nó mình cảm thấy là nó không bị son nó không bị dính vào khẩu trang như trước nữa. Thế là loại sản phẩm này nó rất là tốt đúng không ạ? Thế là trong thời gian tới chắc chắn chị tiếp tục dùng nữa ạ? Vâng ạ, trong thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục sử dụng. Và mình sẽ giới thiệu cho người thân và bạn bè mình thử. Em cảm ơn chị, thật chị ạ. Vâng, thưa các bạn, như vậy thì chúng ta có thể thấy là những phản hồi vô cùng tốt của khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm khẩu trang chống bụi mịn KF94. Nếu như các bạn muốn có một sức khỏe tốt nhất, bảo vệ đường hô hấp của mình thì hãy ngay lập tức sử dụng sản phẩm khẩu trang KF94 đến từ Hàn Quốc này. Và đặc biệt nếu như các bạn không biết mua sản phẩm này ở đâu để có thể là mua được hàng chính hãng cũng như là được hỗ trợ trong quá trình dùng, thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm khẩu trang chống bụi mịn KF94 đến từ Hàn Quốc này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.